vô bờ. Chết mẹ không? Chạy bằng gió luôn. Đây, bữa nay đổi gió nha các bạn. Cano điều khiển từ xa. Con này là TKKZ H102, mùa nước nha các bạn. Sắm con này để vô đồng chạy. Nhìn sơ sơ ngang thì nó là đây, màn hình hiển thị này chúng ta điều khiển nè, cho trẻ em từ 14 tuổi trở lên, sóng 2.4G, 2-bit engine, động cơ tốc độ cao này, các hướng chạy nè. Ở đây thì quay xanh là chạy ngược được nè. Này thì trái phải, điều khiển trái phải. Con này cano này tỷ lệ 1.36 nha các bạn. Theo như quảng cáo thì người ta nói từ 25 đến 30, mà sao mình mua cái này về cái hộp ở đây là 20 nè. Nó cũng hơi lạ nè, nó cũng cái mã H102 này. Đây để mình mở trong ra. Đúng đây, cano đây. Đây. À chưa. Đây nha các bạn, H102. Nói chung thì mới mình cũng hơi mê mấy đồ điều khiển này dữ lắm. Đi vô đồng mình thấy nước nó ngập mình mới nhớ chợt là mấy món này. Mới đặt mua con này. Con này thì của Trung Quốc đây nè. Tàu điều khiển RC. Đây, tháo qua đi, dài dòng quá. Các bạn bờ này, xem chiếc cano trước. Đây, chân vịt. Bánh lái này nha các bạn. H102. Tháo qua trong rồi. Cứng vậy, một năm ô trong này nữa. Đây này, nó có cái biểu tượng mở nè, khóa này, mở này, khóa này, mở ra thì dần này có chuyện mở khóa. Đây, bên trong của nó đây còn cái gì nữa đây, trời tóc này. Đây cái động cơ này các bạn, motor nó này. Cái này là máy ống giải nhiệt. Ống giải nhiệt này nước đây, lấy nước từ ngoài này vô à, dưới đít quá. Đây. Có nghĩa là nước nó chạy nó sẽ dạt nước, nước nó bơm vô cái ống này nè. Lên mấy cái ống đồng giải nhiệt này mới đi ra đầu bên này. Đó. Cái loại động cơ này nó chạy dòng tua cao lắm cho nên mau nóng nó phải xài giải nhiệt như vậy nè. Cái này là cái ngăn pin. Còn cái này là cái servo để điều khiển bánh lái nè. Nói chung là cái này mình có tham khảo rồi. Để lên video này nói nhanh hơn như cho các bạn xem. Cục đèn đèn này trong đây là cái ES với cái mạch điều khiển đó nè. H102. Rồi, đưa này qua bên đi. Tới cái tay điều khiển. Đây, nhìn rất là hăng lực. Nó có hai loại nha các bạn. Một loại là xài tay này với một loại là xài cái còi súng á. Nhưng mà mình thích cái loại này hơn là do nó có cái màn hình này. Đấy. Do nó có màn hình cho mình mới lựa chọn là nó có cái tính năng là báo sóng nè. Báo sóng nó cho mình biết chạy gần chạy xa, sóng nó yếu hay là mạnh đó. Như báo pin ở bên tàu. Bây giờ để gắn pin vô test thử nha. Cái tay cầm này thì mình gắn pin trước rồi. Đâu tàu đâu? Tàu đây. Đây pin đây này. Mình đã có chuẩn bị trước rồi. Cho nên là pin mình cũng sạc đầy đủ hết rồi.
để khỏi mất thời gian, có để các bạn phải chờ nữa đó. Ăn vô đây, cái này nhét vô đây. Cái đầu này là để sạc nha các bạn. Đây là cái chui sạc của nó đây. Cái đầu xúc kết ba chân gắn vô đây, còn cái đầu USB. Khi nào sạc thì trong đây nó có cái bóng đèn đỏ nè. Bóng đèn đỏ mà tắt là sạc đây. Mở cái này để đỡ đi. Đây bắt đầu ta điều khiển lên. Này lúc này nó chưa kết nối là nó sẽ chớp như hoài nè. Mình phải chạm mát giữa cái chân đồng này nè, dưới cái cốt bánh lái. Cái gì cốt chứng dịch nè, cốt con trống nè. Nó kết nối là đèn nghỉ chớp, nó báo tiếng đè 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 vậy. Đâu có sóng chưa? Có sóng rồi nè các bạn, mà pin chưa báo nè. Có nghĩa là cái tay mình nó còn thiếu mát. Cái này phải có nhờ dây điện nên tiện hơn, đợi mình xíu. Kiếm không có nhờ dây điện rồi. Đang đi gắn cái tay đè mạnh xuống tí xíu. Đó, nó ăn rồi, nó ăn là bánh lá nó nhích nè. Chưa dính nữa. Đó. Đỡ, lùi. Này là bánh lái đây. Hết ăn nữa. Đó. Này phải có nhờ dây điện đưa vô tiếp xúc nó ấy hơn. Đó. Mình thử lại chân dịch. Giọng tua rất là cao. Yeah. Lúc ăn lúc không đó. Này. Đó, có hiển thị mức pin nè. Với một cục sóng nè để mình chạy xa bao xa đó, nó báo bằng mắt sóng đó. Báo sóng yếu nó sẽ an toàn hơn cái là không biết cái vạch sóng nó bao nhiêu. Gà đó, lên 100 đó. Rồi để mình xe đem xuống nước luôn nha các bạn. Ừ quên nữa. Ở trên này nó có hai cái nút nè. Hai cái nút này là để chỉnh cái chỉnh dịch đó, cánh quạt á. Hai nút này để chỉnh cái bánh lái, để chỉnh cho nó căng với cho nó đều đó. Cái này không có nhờ dây điện nó cũng hơi bất tiện. Này. Đó. Vậy là không đều đó. Đó, đều rồi đó. Rồi vậy đây nha các bạn. Xuống nước rồi tính tiếp. Đây cho xuống nước nha các bạn. Chết nào. Có người ta quay người ta điều khiển sao chạy đây. Đây bật cái điều khiển lên. Đó. Chết mẹ rồi. Có người ta điều khiển nha. Sao đây ta? Này số về. Để mình chạy hết tốc độ vô rồi nè. Rồi luôn. Rồi tiếp tục nha các bạn. Cũng hơn là mình có đem theo cái chân máy ảnh để trong cấp xe này. Cũng hơi khó ta. Có một mình hơi khó nha các bạn. Đây nó tuốt mình đây rồi nè. Rồi xô về. Có một mình hơi khó. Khó quay khó chơi rồi.
Để mình chạy dọc đường bờ đi ăn. Rồi. Khó quá. Đây nó đây. Phải lấy gai đi. Lại bên lái rồi đấy. Bên lái chưa căng lại nữa. Thôi vô bờ nữa. Rồi cái gốc gà nữa rồi đấy. Nó đấy vô. Kẹt luôn rồi. Rồi tiếp tục. Đó. Rất là nhanh nha các bạn. Chạy vòng tròn này coi đỡ đi. Đây là trên cái tay nó có cái mức bảo bền của cano nè, với bao mức sóng nè. Ở đây thì không có xuồng cho nên mình không dám test sóng à. Phải có xuồng để hở ở đây thì mình test sóng. Coi đi xa được bao nhiêu rồi hết sóng đó cái đầu lấy mượn xuồng của người ta chạy ra. Nha các bạn, lũ mà chơi cái này là hợp lý luôn á. U cha, chạy chi xa dữ vậy. Phê lắm nha. Này rồi nó nhóng nè. Đó. Con mình có quay các bạn ơi. Tao ghiền chưa, ghiền chưa, hay thì like với bình luận nha các bạn. Mình mua nhiều đồ chơi độc hơn về mình làm video cho coi. Nói chung mình cũng mê đồ chơi lắm, còn cái cài điều khiển từ xa đồ máy bay đồ tùm lum hết á, còn nhiều lắm mà chưa có lấy ra quay video được. Mấy cài mô hình thì cũng một đống, còn mô hình mới không luôn á, mô hình chưa đập hộp á. Vô bờ chết mẹ không mà cầm máy quay đây coi nó quậy nước nè các bạn. Chạy xuống ve mà trời đó.
quậy đục nước được đó. Này, quậy ra dưới gốc gà nữa. Tiếp tục nha. Ây da, úp luôn rồi. Bỏ mẹ rồi. Lấy cây thèo vô mới được. Trời bằng gió luôn. Vô bờ đi. Đó. Sao bỏ thật. À, từ đó không có ai quay là không có dám chạy nữa rồi đó. Đã chưa. Dùm vô xíu nữa. Phải có ông nào ở đây điều khiển cho tôi quay trời. Xây nước rồi. Pin còn 2 cục. Trời, nãy giờ biết được nhiêu phút rồi ta. Đó. Chạy gì hoài cũng chán quá ta. Thấy các bạn hơi xa ha. Về. Yeah. Con này về nè. Rồi. Ăn gốc gà rồi. Dính gốc gà đó. Thôi nha các bạn. Còn nó pha nước nữa các bạn. Ớ là nó biết tài luôn á.